hôm nay sẽ ăn mì nha các bạn, mì vàng nha, mì spaghetti nha các bạn, mì spaghetti ăn nè, ăn nhanh 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 nhanh, ngon ngon mà. Mày ăn mì gì mà? Mì đông đen. Wow, spaghetti ngon quá các bạn ơi. Giờ mà ngon rồi, chưa ăn mà giờ thấy ngon rồi nha. Đã rất bấm chút nữa ăn ngon chứ. Ngon lắm ơi. Mà ăn ngon. Ngon ăn ở đó thành nha. Thấy không? Nhâm 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 nhâm. Đã các bạn ơi. Ô có tính cốt nữa nè các bạn. Tính cốt comment đó nha. Ăn tính cốt thử nha. Ủa con ba con tính cốt của con đâu, sao con có cái gì? Em biết con kiếm mà có không? Tìm coi. Hả? Tìm đây có không? Tham được không? Cắn đi, cắn đi. Trứng nữa nè. Cắn trái đứt. Rồi. Dạ. Đó các bạn ơi. Nấm con nấm nữa các bạn nè, nấm nấm dài nha. Con. Nấm ngon quá. Ê, con ba trả kính nè. Con để như thế. Má ăn trứng cút không? Dạ. Nói đây. Ngon không? Ăn trứng cút nữa. Dạ. Làm hoa mì tương đen đó mọi người. Tao mở mấy mì tương đen được không? Mày ăn mày quá. Có ba mươi hơn nhá. Thôi. Năm hai miếng mình xuống đen ở đó thôi nha. Rồi. Nhâm 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 nhâm. Dạ mà ngon không? Ngon không? Đó nha. Rồi ai? Hấp dẫn. Ngon quá. Ngon quá không nhận được. Ngon. Ngon hả? Đây các bạn nghe, ngon quá các bạn ơi, mình ngon quá. Mắm luôn nè. Ngọt lắm nè. Đây các bạn nghe. Bye mà. Bye. Mỗi. Bye. Con đang ba từ sáng tới giờ mà cục ba kêu con nữa. À. Đến giờ quen mở nè. Ngon quá. Mm-hmm.